gọi nó đâu chị. Để tới nhầm người nó đứt cái máy. Ok, thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách để làm cái một cái xe mà chú mở ngưng đó, thì nó hiếu cái này các bạn không cảm, thì mình sẽ bắt đầu làm ngưng. Các bạn đầu tiên là các bạn mở hai cái chân, và thứ hai mở cái đuôi và mở cái này, các bạn sẽ thấy con cá gì đây. Ô, các bạn thấy cái gì không? Các bạn thấy nhớ comment lại. Mình không có comment được các bạn nhớ. Giơ tay ngần thấy thì giơ tay, không thấy thì đừng có giơ tay. Nó cười quá trời, các bạn nghe tiếng cười cười đi. Đây chọc bà này nè, mà mấy thằng này đây cười quá trời. Oh my god, bàn tay bí ẩn ở đâu ra vậy người chưa chứng kiến đó. Ok, thì các bạn đứng cái này lên và các bạn các bạn ngăn như vậy nha. Cái mail của mình chị nó bạn cười. Ê, mình xin ngầm ngư. Ok, mình đã ngầm xong rồi. Mình sẽ ngầm xong rồi nha. Kết thúc video đây, bye bye mọi người.